mình vào lễ hội người Mông ở Hồng An gặp bạn nữ người Mông, giờ xin em người Mông à? Vâng. Em tên là gì? Em tên là hả? Em tên Pè. Pè. Đây là một đôi hai bạn, đây là hai bạn yêu nhau đang đi chơi với nhau. Đi hội với nhau đấy. Sao bạn nam này không mặc bộ quần áo Mông cho đẹp? 0374697008 thấy chưa? Rồi ok, thì có gì anh bắn cho. Giờ đẹp. Đây ra tạo dáng một lần nữa nào. Ra tạo dáng cạnh cái đào ấy, đứng cạnh cái đào cho anh. Bạn nữ tên là, họ tên đầy đủ là gì? Lông Thị Bè. Lông Thị Bè. À, cái nghĩa của từ Bè trong tiếng Mông nghĩa là gì? Cái dịch ra ấy? Hoa. Hoa, nghĩa là hoa. Rồi anh hiểu. Đó, giờ là sinh, bạn nữ giờ sinh người Mông nhé. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2007. 2007 là lớp mấy nhỉ? Lớp 10 à. À, em học trường nào? Em học ở trường trung học phổ thông. À, trong trường Bảo Lạc. Chọn Bảo Lạc cũng đúng không? Vâng. Giờ là sinh, cảm ơn. Bộ này là bộ chưa phải nguyên bản của người Mông đúng không? Lớn nhất rồi. Bộ này là nó là cách tân này đúng không? Em đây là bộ này là bông trắng nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Cảm ơn em. À đây từ rừng để anh chụp một kiểu với cây hoa đào. À, xinh lắm. Em nhìn bên kia, em nhìn bên kia đó, nhìn bên kia, ngắm hoa, xem hoa đi. Em chị tiêm à? Rất là dễ thương. Còn à? Bố anh đẹp nhỉ? Em quay video thì
đuổi cô gì anh? Vai sò. Hả? Vai sò. Anh ơi, chị mua sừng. Nhớ anh em có sừng tắm đi. Đây có cái gì đây? À đây cái giỏ đúng không? Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tiền Không Mua Được Mẹ, sáng tác Lầu Thảo, biểu diễn Vàng A Vàng. Mấy hộp này không đựng gì hả anh? Mấy hộp này không đựng gì à? Chưa. À chưa cho vào? Chưa có. À chưa có. Chưa lấy là kia. Anh giới thiệu về cái nỏ này cho em được không? Giới thiệu. Em mới biết. Hả? Anh mới biết á? Anh giới thiệu về nỏ cho em được không? Giới thiệu bằng cái gì? Giới thiệu anh làm như nào rồi cách bắn như nào cho nó chuẩn đi. Bắn từ bao nhiêu xa ấy? Giới thiệu theo tiếng phổ hay là gì? Tiếng phổ thông ấy. Lại 100 phone nữa. Cái anh tự làm anh? Tự làm. Tự làm luôn. Cái này anh mang bắn thú vào rồi chưa? Chưa. Bắn gà ấy, bắn gà nhà ấy. Bắn nhiều lắm rồi. Con nhưng bắn khoảng bao nhiêu mét, chục mét thì trên chục mét là chết rồi nhỉ? Nhưng mà bắn nhưng mà bắn trên. Tầm 10 mét là bắn trúng ấy. Có khách đến nhà thì con gà lười bắt là một phát là ăn luôn. Có khách đến nhà. Cái này là đợt trước là đi bắn lợn rừng do mạnh cường và gốc đa làm gì còn lợn rừng nữa. Anh ở xã nào anh? Xã Bảo Toàn. Bảo Toàn. Cái này lên nặng lắm ấy nhỉ? Hai người thì phải cả hai người kéo. Cái này ngắm thì mình phải chích lên trên một tí anh nhỉ, để nó có độ rơi. Có cái nó cũng đi thẳng. À đi thẳng luôn, chuyển mạnh anh nhỉ. À cái lông, cái này không làm bằng lông mà lấy lon bia về làm, lon hút về làm. Đây là một cái nỏ cổ này, làm lâu lắm rồi này. Vâng. Bằng cây tre, gốc cây tre già anh nhỉ? Gốc tre già đấy. Ở đây là nghiến đấy.
kiến. Anh này anh ấy bảo là 40 mùa ngô rồi. Tức là từ lúc sinh ra thì có rồi. Từ lúc anh sinh ra lớn lên 20 tuổi biết làm là. Đi làm là làm luôn. Hồi đấy nhiều thú rừng anh nhỉ? Rất là nhiều luôn. Anh bắn được con gì to nhất? Con sóc. Con sóc to nhất. Cày bẫy nữa. Bẫy. Cày bẫy chẳng có là sức khỏe nó tốt quá. Nhưng mà bắn nỏ như này là bắn sóc là xuyên lên nhỉ? Xuyên luôn. Một buổi đi nhưng săn thì có cái chỗ này là không đi nó bắt được mắc cây nó không đi được nữa mình đi bắt luôn. À tức là xuyên vào nó vẫn chạy được thì mắc ở cây. Vâng, nó mắc ở cây mình đi nhặt nó luôn về. Vâng, tức là bình thường thì khoảng anh bắn kỷ lục xa nhất đúng con sóc xa nhất là bao nhiêu mét? Cũng trên 25 mét. À 25 mét là bắn thiêu ấy nhỉ. Anh có hai người con sóc 25 mét là cũng thiêu ấy. Nhưng mà mình dưới gốc cây thì mình bắn lên thì nó thường trên cây thì nó chứ còn đây là bắn thẳng chứ không bắn lên nhà chuột. À rồi. Bắn lên thì dễ hơn đúng không? Ngồi dưới gốc cây sau đó là mình có thể bắn lên để nó chuột nó không đi vòng. Một buổi ngày xưa một buổi nhớ rất kỷ lục của anh được bao nhiêu con? Anh đi bắn lên nhưng mà thì đi thì cũng tầm chục con. Đấy à, từ ngày xưa nhiều bây giờ hiếm rồi. Đi một buổi đâu đấy. Vâng, nhậu. Vâng, là đồ đồ nhậu ấy. Khả năng hiểm quá. Các bạn thì không biết này đi lên đấy để chụp ảnh. Đúng cái tầm bia. Bia bên kia phải hơi thấp nhỉ? À, cứ chúng bia là được rồi. Chúng bia là chuẩn rồi. Chúng bia là được. Sợ không chúng thôi. Mấy mỗi lần thấy mấy người mấy phát đấy. Mới bắt đầu tiền mẹ canh bia mấy chục phân này. Có sẵn lập rồi. Đây thì đoàn thứ ba rồi. Bảo. Bảo này nhá. Anh bán được bao nhiêu điểm anh? Bán trúng 7 với 1 điểm 7, 2 điểm. Một điểm okay, 3, ok xong rồi. Quân lên đấy đứng ở góc đào. Cái này vào bướm này vào sâu lắm đấy. Sâu lắm đấy. Sâu đến đâu thì cũng không chết được đâu. Đâm vào đâu chết thì đâm vào bướm thì làm sao lo. Lên. Toàn liền mất. Kia còn điểm đen thật vô. Gió quá. Dung là mẹ. Mẹ đâu ấy? Con tin. Mười tám phút rồi á.
bắt đầu đánh nhau đấy. Liêm miệng kéo đi. Con này nó đang bị sao ấy. Ngủ ra ngoài. Đến với đoạn này đó, anh quay đoạn này đó. Quá mọi người, đang cặp cò này, cho đi hút đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hệ thống văn nghiệp sẽ lao tế và thả tạm và thể hiện sự chú ý, ý cái của người phụ nữ. Phụ nữ cộng mốc từ người bắt đầu và vấn đề về tình tạo năng lực cho các người không được. Các cuộc sử dụng công sở thuộc những tài sản của các quý vị, chúng tôi thể hiện những tài sản của các quý vị. Khi đèn đối với các cuộc sạc sở, người phụ nữ sẽ theo dõi những tài vòng cổ, vòng tay, vòng thân, nhẫn và các thể hiếu một ô này vừa để vừa là một trong những thể hiện trang phục đàn ông mất đơn giản với áo cổ tròn được áo được may thay nhất để phù hợp với những cổ truyền nước của chọn đi. Ồ, chạy rồi, chạy rồi. Anh ấy bảo là ngày xưa còn nhỏ ai mà chơi may mà về trước ấy. Ý là đến giờ trưa rồi mà bố mẹ có ăn cơm, thằng nào bỏ về trước ấy. Thì là phì vào rồi này, phì vào xong rồi quánh vào lỗ tai này. Đau là được về. Chơi bẩn thế. Tớ kiểu chơi ai kiểu không, kiểu, kiểu không cho về ấy. Ừ, không cho về mà tớ. Đang thịt sáng này, một bắt cá này, lồng mèo này, sắn. Cái này măng, măng khô. Mật ong này, rất nhiều món ngon. Ô thịt khô, cá khô này. Con bé xinh quá. Từ để quay con bé xem. Xinh đấy.
phần thi văn nghệ quần chúng của đoàn xã Hồng An đến đây là kết thúc. Thay mặt đoàn, kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Đẹp lắm không? Xin chào mọi người, bây giờ mình đang có mặt tại Bảo Lâm. Bây giờ là mình gặp một hàng cây hoa gạo rất là đẹp, đỏ rực luôn, ở ngay bên bờ sông Gâm. Rất là đẹp, đây một hàng cây nữa này. Rất tiếc hôm nay không có nắng. Nếu có nắng thì sẽ còn đẹp hơn nữa, nó rực hơn nữa. Tuyệt vời luôn. Anh em mình vừa chụp mấy kiểu và check in đây xong. Rất là đẹp.